thì cái patty đây thì nó lại có cả nó có đủ tất cả các thể loại roll. Ăn cắn cắn phút nhá. What the fuck, cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Chết rồi! Đạt ơi! Mất đồ! Đi! Mất đồ, mất đồ! Lăn ở chết con mẹ rồi. Nó ly thổ mà. Sao nhỉ? Đây là năn ly thổ mà. Năn ly thổ tức là không mất đồ đấy. Làm thế nào? Tôi không biết. Tôi không biết. Đi ra bật con mẹ đấy. À đây được rồi, à đây được rồi, được rồi, được rồi. À đây được rồi. Tự dưng apathy vãi cả cứt. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, từ từ để tôi check skill đó này. À skill ra 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 ok. Đánh heal à, đánh heal ra này. Đau quá. Đau quá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Không leo vào được kìa. Đi. Có lên nào ơi. Có lên ông làm được. Ông làm được. Ông làm được, đánh nó đằng sau, đánh nó đằng sau đi. Đánh rồi, hay quá. Hay quá. Hay quá. Nó không thắng được đâu không? Đi con mẹ. Nó không thắng được không đâu. Yes. Sao tự dưng ly party nhỉ? Đi ra sao? Dán quá. Đi ra là tôi dán cả đạt. Tự dưng ly con mẹ party xong rồi mình đánh mình nhau ạ. À? Đạt là mãi rồi. Ừ đi ra. Bố nhà game. Ủa thì đéo là vẫn thắng này nhỉ Đạt. Cứ mấy thằng du lờ này. Còn biết rồi. Tôi mong phải làm một phát à. Nào đi còn mọi à mọi. Lag rồi. Ok không? Lag rồi. Ai rồi, ôi đau quá. Đau. Thôi, chạy. Chạy đi đạt ơi. Chạy đi. Đau quá. Tôi vào xét được mấy thằng. Đứng đứng lúc nghe để cho hồi máu. Rồi mà ăn thôi chả cần đi vào hết rồi. À đâu vẫn đánh nhau đấy. À nhưng mà mình không đánh nữa rồi. Mình hết PVP rồi. Thôi đi cổng ơi, đi cổng ơi. Mình hết PVP rồi đã. Úi giời anh bạn chạy. Anh bạn đây chạy ơi giời ơi. Anh bạn ơi. Ôi bạn phản đam nữa cái gì. Anh bạn ơi, ôi giời ơi, ui, anh bạn vẫn chạy được, anh bạn chạy rất căng rồi ạ, chạy đi, cố lên, cho hết PVP, thằng này ngu à, thằng đi mẹ về Spirit Hunter ngáo chó, rồi hết PVP rồi, yeah, chúc mừng anh bạn cút cụ ra khỏi party của tôi, cút, mẹ bên chùa, chúng mày không mới. Ông nhìn ra giữa bản đồ nó có cái hình như cái mặt ấy. Nhìn như cái mặt ấy, hai cái mắt là cái mù ngang. Aram phẹt phẹt. Edicador kẹt kẹt. Ấy á. Để mình đi tìm nó.
Ôi nó đo, bọn này biết đánh nhá. Phải rồi. Bọn này biết đánh đấy. Nó đo bọn Trung Quốc ấy. Bọn này biết đánh ấy, bọn này không 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 đùa đâu. Lui lui xuống đây. Ai đi được. À không, cũng bình thường, 1,5 triệu cứu phê cũng bình thường. Không đến lỗ. Thằng kia nó cầm cái, à, cả hai thằng đều cầm cái đấy. À không, 1,1 giảm giáp. Úi giời. Ồ, cũng bình thường anh ạ. Không 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 kinh lắm, không kinh lắm. Không kinh lắm. Không kinh lắm. Cũng bình thường, cũng bình thường. Úi giời. Mẹ chết. Ui được rồi, ok ok ok. 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 Thua còn mất cả mày đi. Đánh cái lộn này, địt còn mất cả. Địt còn mất cả mày. Còn mất cả nó đo. Ăn mẹ mày cứt đi. Cái gì nhỉ? À, nhanh chó. Cũng không kinh đấy, ông nhìn nó làm bảo combo không thì mà giảm giáp phải không? Tráng giảm giáp xong rồi à hất nói chung là đấy tráng giảm giáp xong rồi đánh túi bụi xong rồi kiểu ơi ơi đánh xong rồi kiểu ơi xong rồi vứt cái mũ ấy vào đầu tôi, vứt mũ cầm lặng, vứt mũ cầm lặng vào đầu tôi, nhưng may, thật là may là tôi vẫn dùng được thuốc, tôi vẫn dùng được potion. What the fuck. Ô, oh, ông lại nhìn ra giữa map này có một cái hình như kiểu mặt con sư tử hay là mặt con chó. Đây à, giữa đây. Giống kiểu mặt mặt con gì đấy. À, một hưu nhá. Một hưu một Dazzlepea. Dazzlepea này à Dazzlepea là bình thường. Nhìn mẹ Dazzlepea này ha ha. W1 với Q1. Bình thường. Rồi ok. Rồi ok, đây. Cứ đi ra đây thôi, không phải sắt. Đúng rồi. Ui giời, đau. Lại chả đau, mẹ mày đâm á. Hả? Đâm cái gì? Không sao. Mẹ ơi trời ơi. Ừ. Ừ không ngáo. À được chơi được. Ôi trời chết rồi. Từ từ lại thôi. À đúng rồi Đạt ơi. Đúng rồi đấy Đạt. đúng rồi Đạt, thì quả đấy là hợp lý. Quả đấy không đánh nữa là hợp lý. Ơ, à, đi tẹ mày. Cay lắm. Ui, tôi bật mũ Hunter kia, đâm mẹ mũ Hunter tôi. Thì mẹ đúng rồi, mua tờ khó chịu thật, đi là thề. Khó chịu vác cả đái. Láo rồi. Cái áo điện này một khi mà cả hai đứa bật lên nhá là nó sẽ không hưu kịp. Tại vì nếu mà nó hưu cho nó thì mẹ mày thằng kia mất máu, mà nó hưu thằng kia thì nó mất máu, địt mẹ mày một trong hai thằng sẽ chết. Hai cắn phút. Erika đơ tạch tạch. Ui giời, tưởng nào địt mệnh nào ấy. Tưởng nào ui giời. Tưởng nào cao tướng ấy địt mệnh nha. Cái quả mũ VIP Violin đạt
và mũ đấy vip phát được đứt. Đã đây ông đổi cái nội tại của áo thành cái thứ ba đi. E tưởng ngưng nào cao tương ngay quả đấy nó định nó định nhảy xong rồi nó ấy nó định kiểu làm combo dồn phát chết mình đấy, nhưng mà ông bật mũ phát đứng đơ mẹ ạ. Thế nên bị hai quả xếp giật cho mẹ tung đít. Nhờn bật mũ phát đứng đi luôn đấy. Nhưng thằng nào mà kiểu mẹ mày nó one shot đấy, ông cứ chơi kiểu ấy đi con mẹ, xong rồi vào hai đứa bật con mẹ nó. Tức là lúc mà ấy nhá, lúc mà nó định one shot thì nó sẽ đứng cùng một chỗ. Thế này là đi mà ông bật mẹ mũ rồi này, xong rồi mình bật hai cái áo đứng vào cái chỗ đấy là đi mà nó giật cho tung mẹ đít lên. Ui giời. Ui giời, tưởng cái gì. Ui giời, hai thằng 8.3 sửa đồ chứ. Mấy em nhá. Mấy em sửa đồ nhá. Hai 8.3 luôn đạt ạ. Hai thằng 8.3 đấy. Ừ, hai 8.3 đấy. Đua xấu quất với lại Whispering ấy. À, hàng cháu ngu. Đi mẹ. 8.3 đạt ạ, đi mẹ đéo đùa. quả đấy thằng kia bắn quả W còn văng mẹ vào tường nhá, khổ. Xong rồi bật gì nhỉ? Bật đấy lên bắn tôi, hiểu không? Tôi bật mẹ mũ hàn tư bắn đau vãi cứt. bắn phản mẹ lại sát thương đau vãi. Xong rồi cả hai thằng bật mẹ áo điện lên vào giật cho không bật cái mũ phát nó đứng im lại đứng im lại chết. Đéo làm bất cạch gì được. Khổ. Ui dồi ôi. Mẹ cái quả gì nhỉ? Cái đéo rồi nhỉ? À đấy là cái quả địt mẹ mày giết nhanh nhất mẹ mày, hai thằng lồn địt mẹ quá lồn luôn. Trong những trận chiến nhanh vác cả đái. Ông thấy vào rồi không? Địt mẹ chỉ cần mẹ chạy vào dồn nó vào tường mà thằng mày cứ thế là giật thôi. Ăn cứt luôn. Ừ, dồn phát vào tường. Thằng kia mẹ rối loạn luôn. Rối loạn tình hình luôn. Giật cho chết luôn.